Audio Jungle. Luôn luôn đầy đủ sức khỏe là cô mừng. Chào cô. Cô không có gì ơi. Chúc con đi lên đường mạnh giữa luôn luôn đầy đủ sức khỏe là cô mừng. Dạ. Cô bây giờ lo giữ gìn sức khỏe. Rồi bữa nay nhà mất ok rồi nè cô chưa? Đây. Thưa quý vị là ngày hôm nay là nhà cửa dường như đã hoàn thiện rồi. Bữa này nọ còn cửa sổ là bên đây chưa gán không chú? Chưa, mới gán nhà kia. Đó, rồi bây giờ mình vô mình khám phá nha. Điện rồi đó luôn hả chú? Tin. Đây để mình đo, có cái thước đo đây để biết được là cái này làm đèn gì chú? Đèn bàn thờ. Đèn bàn thờ sao làm thấp dữ vậy? Nếu cầm nó nằm lên thôi. Bên còn làm nữa. Ủa điện vô đây bằng thờ rồi điện đây đâu? Mỗi làm điện đây điện. Đó, ủa cho sẵn chân đầu. Đây là điện bằng thờ. Để đo đi, làm bằng thờ cái chỗ này là bị tắt đâu. Sao ghé nghe cái đèn bằng thờ vô luôn chê trời. Để bờ tủ ở đây nữa. Tủ ở đây. Hẹn cái đèn nữa. Cái này là đưa lên một xíu để đo cái tủ nữa. Đây quý vị. Đó, mỗi phần là một cái bóng đèn bự như thế này hết. Đó. Đây. Bóng đèn mua vào bóng đèn bự cho nó sáng. Cửa sổ bên đây là chưa làm nè. Cửa bên đây chưa làm. Chưa. Tiếp tục đây. Một phần này là cái bóng đèn nữa. Đâu, bếp là hoàn thiện luôn nè. Toilet, đèn toilet một cái. Đây. Toilet ở trong đây là có một cái đèn đàng hoàng luôn. Ôi đây là bếp ga đã nói luôn rồi. Chú biết xe bếp ga rồi chứ em. Dạ chỉ cho chú rồi ha. À, bếp với lại bình, cái bếp này là mua 1.350.000 với cái bình dây viết cái nọ 700.000 nữa. Chừng nào hết bình nữa thì mình thay bình thôi. Rồi bây giờ đây là chỗ để sắn chén. Đây là cái chỗ để rửa nước nè. Ủa chưa bếp cho rồi nước ở đây nè chú. Chưa có nước. Ý là phải nói người ta bếp mình một cái giò ngay đây để mình dẹn ra nha, cứ nhớ nhét giùm con nha, dẹn cái giò ra đây. À, còn cái này là đem để cho nó khô rồi mới sơn, khô rồi sơn cái này. Cửa sổ thì bên đây là mình gắn cửa sổ nữa là sang rồi. Đó. Đó, bây giờ bữa nay là tân gia nhà mới luôn quý vị, nhưng mà tại vì nhà cô chú nó còn chưa có hoàn thiện lắm, cho nên là đồ đạc cũng linh tinh hết. Cho nên mọi người kêu thao để làm tiệc ở bên kia, bên nhà của cô em của chú. Đó, nhà cửa như là hoàn thiện rồi đó. Em có rất là đẹp đó. Dạ, mời bên đó. Đây, tủ bằng thờ đây. Này, cho con đây chứ. Chú kêu thao khoan đi, từ từ kệ nó đi. Để đỡ vậy đi. Xong rồi, chừng nào mình có cái tủ bằng thờ con đẹp người ta đá. Xong rồi mình để tăng lên cũng được, để sửa tới sửa lui hoài cực á. Bây giờ còn cái bóng đèn ở ngoài trước nữa nè. Đó, bóng đèn trước đây. Đây, cái bóng đèn trước đó. À, quá ok rồi, muốn gì nữa. Vật tư tất cả mọi thứ là dường như là gần đủ hết luôn rồi. Nha Kiều. Rồi, còn nước nữa là xong rồi. Còn nước nữa là sang rồi, bây giờ đi qua bên đây coi thử cô. Bữa nay là mẹ tính tặng cho hai con gà. Tặng cho hai con gà trăm hai thùng bia. Đó, với lại bữa nay đem tiền xuống trả cho mấy chú làm sợ điện, làm nước này nọ. Xây thêm cái bếp ga. Xây thêm cái bệ để đựng điện mất ga với lại cái làm điện. Sớm nè, bữa nay là đem gà đồ đây qua đây nấu luôn. Mấy cái gà luôn, nhậu luôn, ăn tân gia luôn. Tình hình là bên đây là tối hơn bên nhà bảy luôn đó nha. Nhà bảy sáng trưng luôn. Em biết mà.
nhà mình bị tối. Đang ăn tân gia là có gì ai gà 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 để tính cho nè. Mẹ tính biết ra con gà ăn tân gia. Như là bánh xèo. Đi xuống đây, xuống đây. Có cần lấy con điện em như trang không? Dạ, không nghĩ là bóng điện mình treo mình mát ngay đây nè. Nó mới sáng chứ. Ở dưới đây là lực lượng chị em phụ nữ đang làm món gà, gà luộc xong rồi xé ra thôi. Gà luộc xong rồi xé ra. Ăn đơn giản thôi mà. Cháu gà bánh xèo không? Cháu gà bánh xèo trái cây. Con có quên, con có bảy mỹ đó mà. Đeo sáng bên tiện có thấy rồi không chị? Chó dài đâu đó. Con mua bánh xèo đâu nữa vậy cô? Có cần thêm nước không? Mua rồi mà cũng chưa. Thì giải với cô vừa bộ hàng đủ hết rồi đó. Con mua bánh xèo gì nữa? Con mua bánh xèo đây nữa nè. Con bánh xèo cũng làm thêm gà đó. Anh em con muốn xèo, con muốn tan hơn nè. Tôi có một con, thêm một con gà. Chị sắp xuống một xô kia bưng lên hết rồi, còn cái đó cũng mua đó. Em nghĩ là sắp là dĩa đem lên hết rồi. Cái đĩa ngọt nó hầm. Ăn tân gia nhà mới thì cứ dày thôi chứ. Dày thôi mà. Dày là quý rồi mà. Vui rồi mà. Đang lấy tiền ra ta đi. Để mai mốt đi Tết á. Tết mình về mình ra thăm cô chú á là. Ghé là đây nha, ghé là ngồi đây chơi nha. Thì lúc đó con ra bển thì mình tập trung qua bển với trời. Con dĩa không coi cho con về cái dĩa đi. Đây mà. Bỏ bánh xèo luôn đi để cho nó mòn mơ. Còn nắng luôn cho. Dạ em biết mà. Mấy cô là ở gần đây luôn hả? Có là yêu gì à? À, mấy cô lượm làm thợ luôn đây luôn nè. Phụ với mấy đừng có thợ. À, thợ phụ hả? Phụ, ôi nhỏ, phụ á. Được bao nhiêu đó, như còn thằng là uống luôn, cũng chát. À, ở bên bển này chú có 10 cái ly dừa bển nữa. Ngoài bển lấy ly dừa nữa. Còn gì á? Vậy ở quê trong là tiệc tùng hay gì đều có bánh xèo quý vị. Ờ thì bao nhiêu đi, đôi mấy đi, bao nhiêu thôi đi. Cũng nhiều rồi, bằng ra nhiều rồi, đi thì được xuống hết nữa đi. Rồi, đây là rửa tay. Hôm nay ghê là ghiền bánh xèo rồi chứ không gì cho nó đem này. Đây là mấy chú lên đây là thợ làm cho nhà này, bữa giờ là cả tháo đó. Bánh xèo nó khô. Kinh nó còn mát. Ăn gì bố đó chú ơi, ăn gì bố đó còn máng bố máng mà. Thế là chưa đi chi ba nó không, đi chi ba là nó mình để đâu. Con mày ngủ chỗ nào mà vô mày ngủ đi. Bây giờ đâu ngủ được. Nhà mình ăn tân gia chỉ có bánh xèo với lại gà thôi, có gì nữa trơn á. Mà có bia đó chứ. Bia dạ thì bia. Có gì ăn đó. Ngồi xin chân rồi đi. Đâu, làm máng. Giới thiệu với lại quý khán giả đây là mấy chú bữa giờ là hỗ trợ cô chú xây nhà. Đó, bên đây nè. Mấy chú chào khán giả đi. Dĩ gì đâu mà. Chào khán giả. Đó, thấy chưa, có đâu dĩ. Dĩ gì đâu. Bình thường. Dĩ nghẹ mà. Trong lắm, cũng mười mấy người chứ bộ. Bữa giờ làm cái nhà một tháng không chú? Làm một cái nhà một tháng không em? Có cái gì mà chia nam trả bạc bữa này, bữa chung cái ít bữa. Nói chung là giờ chạy xô. Chạy xô. Mấy chú chạy xô kinh lắm. Ủa, sao nãy mình không chỉ xịt qua đây để cho nó rộng trời. Có, đang lấy ly qua thêm. Thấy dòng, thấy dòng lưu có bận ra qua cái ngầu thêm rộng. Bia thì mình cứ uống thoải mái nha. Cái này là con tặng heo tuần trước hết mua thêm. Bước qua đây. Được một cái là quê mình là không uống gì ngoài bia mà uống kinh lắm. Rồi, ba đùi yêu rồi con uống bia lần mới sai. Chưa hả? Nói kìa, nói được có tiện không? Bị đổ lắm nè. Đường đây đi. Con ngồi thêm trong ngon nữa chứ bà. Ngồi thêm trong ngon nữa. Đây thằng ghê đây. Bằng thử điện. Có vui ăn mà. Rồi, Trinh Nam ngồi vô ra đi. Rồi, nghe bạn á. Đó. Chưa.
không? Chỗ nào mua được. Tám hả? Phân cờ qua cháu như vậy. Giá nó bỏ bây giờ em bưng lên cho. Em sợ không có chỗ để chứ. Để quay trăm à, em cháu không em tô nha. Bút nguyên thao. Mình để đồng bòn cái đây là cháu. Nguyên cháu. Chắc rồi, chắc cứ nhập đi. Nói gì nhục phải. Cha con cái ghế luôn, để con cháu mua con cháu gì mà bự dữ rồi. Trời, nó tin quê mình không ăn tô, ăn chén, cháu ăn thao, chịu. Ăn cá thao luôn. Dạ, để con nghe mấy cô. Ra nhớ đủ sang mà mấy tiền còn bao la bắt cóc luôn. Mấy thử xe chút nó đậu đây. Chút nữa thấy mình đậu. Dạ đúng rồi. Ở đây ngồi đi mấy chị. Lên ngồi xong rồi tuyên bố lý do rồi đó chứ. Đúng rồi, lên tuyên bố lý do để hiểu sao rồi. Đó. Tiền bạc rồi gì rồi tới xíu tính thôi. Nào bây giờ dừa đó, chim dừa đó cũng như con. Đây là chim. Ừ. Đây trước nè, đang trước nè. Qua trước đứng trước đầu trước nè. Đây đi đường này, đi đường này. Đi đây, lấy ghế vô đi. Vô đâu đâu, nhớ đâu. Do thiếu ăn mới nhỏ lắm. Do thiếu ăn mới nhỏ. Đâu? Thấy đâu? Con chín nữa rồi. Bạn chín đâu? Bạn kia nè. Ủa cái đây. Cái đâu dép thần thánh của con đâu mất tiêu rồi. Dép kia con dép kia nè. Đâu con đi dép màu xanh. Chú đi nào, chú về bữa nay là uống bia luôn nha. Mày quất lon bia luôn. Quất lon bia luôn. À, quất lon bia luôn. Mừng quá mà phải quất lon bia đại diện gia đình chứ. Không quất thì bên đây có dễ không nghe. Thôi mình uống một xíu thôi, mình nhẩm thôi nghe. Rồi chú cầm thôi, chú cầm với cùng ly thôi, còn để lại con uống hết cho. Thôi khỏi đi thay anh mà đào quá nào. Đó đâu đi, đó đâu. Đó đâu. Đây đây có lý do kìa. Ra đi thấy rồi. Chị Kiều ơi, đây tiên có lý do để mọi người chờ. Có rồi. Gì mà cứng người cứng ngắc vậy trời. Đây, rồi, ẩm tay ra bình thường đi. Tính lại nè, đủ rồi, kiếm cho lại. Kiếm cho lại. Đủ hết chưa là cô ngồi vô đi. Dạ. Em ngồi. À bây giờ tiên chị vô đi để tuyên bố lý do nè. Cô chú ừ. Đâu ra giờ này đang bận kiếm tiền rồi. Chú ơi, tiền gì đó? Tiền gửi lại cho chú. Rồi chú có tính toán triệu bữa trăm cho 5 triệu đó, cậu mấy người cho mấy chị đến lý do cho anh con chủ tịch hồi giúp đỏ. Giữ giùm cho chú để sau này sang nhờ là tiếng bỏ vô.
nên là em cho 40 bên chị xin 50 là bà em kiếm chục cộng thêm nữa là 80 triệu lên sáng từ giờ mẹ có triệu nghe nữa đừng nghĩ giữ má nó cho mày đủ cứ giữ đi rồi thôi bây giờ má ăn thợ rồi cứ đi cho em nói mấy lời chứ chậm nó uống rồi cái đưa mất cao con đi đi con đi đi con đâu đó đâu đó được chưa đưa ra rồi đó bây giờ để chị kêu ra cho mẹ kêu để mẹ cho chú để mà phát biểu ha dạ con chú cho con nói mấy lời nha mấy lời đâu nghe mấy lời nghe thôi hai chục lời không được nha con kính thưa chú với tất cả anh chị em Hồ để chúng ta góp sức để làm cái nhà cho chú Văn ở phường Phú Minh thị xã Đức Phổ. Thì chiều hôm nay là tiến độ đã hoàn thành hết căn nhà. Thì có em Hồ Bích Trâm, diễn viên Bích Trâm quê Đức Phổ, sinh sống ở Sài Gòn. Thì cũng nhân tiện em về quê thì ghé thăm gia đình của chú và sẵn tiện căn nhà cũng đã hoàn thành. Thì ngày hôm qua là em Bích Trâm cũng đã đi mua một số đồ vật dụng ở trong nhà để dùng cho chú. Thì những cái vật dụng thiết yếu là nói chung cơ bản là đủ. Thì chiều hôm nay với tấm lòng của em Hồ Bích Trâm thì cũng đã ý là muốn mời mấy anh thợ để giúp xây dựng cái căn nhà cho chú để uống Hồ Bích Trâm cùng Hồ Yêu Đỏ em đi nước. Thì của ít anh chị nhiều. bia chị cứ nói bia đi ạ. Bia thay cơ. Dạ thì mấy chú không chịu uống nước. Mấy chú không có uống nước, mấy bữa nay là xây nhà là uống nước lã rồi. Uống bia tay nước. Dạ nên là chiều nay thì Hồ Bích Trâm cũng có ít gà của nhà mẹ tính gửi tặng đúng rồi cây nhà lá vườn rồi bên chữ bảo em mua ít tính xèo của cô ở nhà nữa đó thì chúng ta góp sức để có một cái bữa đi hôn chiều nay. Thì trước tiên là em đây là cái hội giúp đỡ thì xã Đức Phổ chân thành cảm ơn tấm lòng của em Hồ Bích Trâm đã kết nối với Mạnh Thường Quân để có nhà chú. Thứ hai nữa là em cũng cảm ơn tất cả các anh chị em tại Hồ Bụi Hồ đã có cái tâm của mình mà xây dựng cái nhà chú không có tính lời tính lãi gì hết. Một lần nữa em xin kính chúc sức khỏe Hồ Bích Trâm và tất cả anh chị em. Dạ tay lời gì đó thì không nghe nè. Những gì em muốn nói chị nói hết trơn rồi. Em chỉ muốn chúc cho em muốn chúc cho chú Ven với lại hai cô là nhiều sức khỏe. À, bây giờ mình có một cái căn nhà rồi. To nhỏ mình không còn vấn đề nữa mà nó là một cái nơi để mà mình sinh sống và ấm áp, dễ thương là được rồi. Và cũng cảm ơn tất cả các anh các chú ở đây đã hỗ trợ cho bên hội chữ thập đỏ như con để hoàn thành xong cái nhà. Đây là một cái nhà mà con nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Đó thì ngày hôm nay con cũng có một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ thôi, thật sự là tại vì con bận quá. Tại nhà con cũng đang sơn sửa trải như này, không có thời gian để ra đây mà chuẩn bị nhiều món hơn. Mà thôi kệ cây nhà lá vườn. Với lại bữa nay xuống đây thì tiền công, tiền đồ này nọ, sau đó thì hồi tính với con luôn nha. Đó, mình tính cho đúng đi, để hồi sai vô có tính lộn, tính giảm đi. Là lỗ đáng chịu à. Rồi, sao đó, bây giờ nâng ly chúc mừng. Cô chú. Đây, đây, bà chị, cầm ly lên chị. Đây, bây giờ chú Phan là, chú Ben nói một câu gì nha. Giúp đỡ cho tôi đến giờ phút này hoàn toàn. Tôi hết sức mừng và cầu mong quý cô, quý anh chị em có một sức khỏe cho tốt để còn làm được nhiều lần nữa. Dạ. Dạ rồi, xúc động quá. Quá chú khóc kìa. Khóc quá là tội nghiệp không? Thôi bây giờ là có cái căn nhà rồi là con hy vọng là cô chú là giữ gìn sức khỏe. Rồi có gì đó ví dụ như hết ga thì cứ gọi cho con nha. Rồi bây giờ tài trợ ra, cứ hết ga gọi điện cho Hồ Bích Trâm. Chừng nào Hồ Bích Trâm nghèo rồi thì lúc đó thì tính sao nha chú. Hồ Bích Trâm đi lượm củi. Chừng nào tôi hết tiền con mua ga rồi thì con đi lượm củi về, con gửi cho mình bớt củi nhà. Dạ, mình bớt một cái củi mà. Okay. Rồi thôi bây giờ nâng ly chúc mừng. Rồi vô cô. Thấy không? Một, hai, ba. Dạ, rồi. Và đặc biệt là không quên cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành với Trâm, đã ủng hộ mỗi người chút ít để mà phụ xây nên được cái nhà này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn.